Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm để mình xử lý giá thể cho trồng lan đó cả nhà. Bencona nha cả nhà. Mình ngâm giá thể cho lan 2cc 1 lít. Công dụng của nó này cả nhà ơi. Sao mờ vậy ta? Công dụng này cả nhà, diệt rong rêu này, sát trùng phổ rộng, diệt rong rêu, virus vi khuẩn nấm mốc, tất cả đọng trên giá thể đều sạch hết nha cả nhà. Mình ngâm 5 đến 10 phút cũng được, nhưng mình thì mình để từ 1 đến 2 ngày mình rửa sạch đi, nếu có thời gian thì mình cứ ngâm vậy. Ngâm xong thì mình rửa sạch đi cả nhà. Rửa sạch đi là cái này rất tốt nha cả nhà. Nếu mà nhà các bạn bị rong bị rêu á, các bạn xịt, các bạn pha một bình 2 lít đó, pha 3cc thôi là các bạn xịt xịt khoảng 3 lần là hết rong rêu luôn cả nhà ơi. Rong rêu màu xanh nhá, xịt diệt rong rêu này cả nhà ơi, rất là tốt luôn. Cái này không độc hại, có thể dùng rửa tay được anh nha cả nhà. Cái này là chuyên dùng cho thú y, chỉ định sát trùng chuồng trại này cả nhà, rất là tốt luôn á. Công dụng của nó này, cái này là sản phẩm Bencona nha cả nhà. Giá thì mình mua chỗ này rẻ chỉ có 20 ngàn thôi, người ta lấy đúng giá, còn có chỗ bán đắt là 30 40 nghìn này. Rất là tốt luôn, nên mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nhé. Mình xử lý giá thể bằng sản phẩm này này, Bencona. Các bạn đến tiệm vật tư hoa lan các bạn mua nha các bạn ơi, còn không thì các bạn mua ở tiệm thuốc thú y các bạn, người ta cũng có bán đó. Sát thuốc sát trùng các bạn có thể dùng sát trùng dao kéo rửa tay trước khi chúng ta làm cái gì đó cũng được, rất là tốt luôn cả nhà. Đây này cả nhà này, cả nhà có thể diệt rong rêu giống vậy, nấm mốc vi khuẩn trên giá thể lan này. Cái này mình chưa xịt này, xịt cái này thì mình chỉ pha 1cc 1 lít nước thôi, pha loãng thôi, xịt lên giá thể thôi chứ đừng xịt lên lan nha cả nhà ơi. Đó. Đây, còn đây là chai của nó nè. Chai của nó giờ mình sẽ đong một nắp này. Một nắp này là khoảng 5cc ấy. Nắp đầy mình sẽ đổ vào đây 3 lít nước nha cả nhà. Một nắp này cả nhà ơi, lấy một nắp thôi nha cả nhà. Mình vừa quay điện thoại vừa ấy cho nên hơi khó. Đó. Đổ vào đây. Quậy đều đi nha cả nhà ơi. Cái này rất tốt nha, vô hại nha cả nhà, cho nên là sát trùng tay mình luôn, cho nên không sợ độc hại gì hết. Mình đổ giá thể vô. Mình đổ giá thể hết vô xong mình ấy đều lên cho nó ngập. Đó. Xong lúc nào xong thì các bạn vớt ra rửa lại bằng nước sạch nha cả nhà. Ngâm đều lên. Ngâm cho ngập đi, cái này hơi ít nước rồi, tí nữa chắc mình cho thêm tí nước nữa. Nếu các bạn không có thời gian, các bạn chỉ cần ngâm 5 phút cũng được. Còn mình có thời gian thì mình mai mình mới vớt ra nha cả nhà. Chỉ cần 5 phút là cũng đã diệt được rồi. Đó, xong rồi. Chúng ta cứ ngâm vậy cả nhà. Nếu các bạn không có thời gian thì các bạn chỉ cần ngâm 5 đến 10 phút xong các bạn vớt ra. Vớt ra xong các bạn rửa bằng nước sạch cho thật sạch để hết đất, hết cát. Tại vì cái này các bạn có thể ngâm than nè, ngâm vỏ thông nè, đều được nha cả nhà ơi. Sản phẩm này rất tốt và vô hại, mình đã xài mấy năm nay rồi. Mình xin giới thiệu một lần nữa, mình không bán nha cả nhà, mình chỉ chia sẻ cách làm của mình thôi. Mình hay dùng cái gì để xử lý giá thể cho lan thì mình chia sẻ cái đó, và mình không bán thuốc nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm này cả nhà xem và mua lại nhá. Cả nhà mua ở hiệu thuốc thú y á cả nhà, vì cái này là dành cho thú y mà, diệt virus vi khuẩn rong rêu đó cả nhà. Xong rồi
chỗ nào bán đắt là 30 đến 40 nghìn đó cả nhà ơi, nhưng mà lọ này mình mua có 20 nghìn thôi. Bữa trước mình phải mua 3 đến 40 nghìn đấy. Chỗ này bán rẻ, bán đúng giá. Rất là tốt luôn cả nhà. Vô hại nha cả nhà ơi. Sản phẩm này là vô hại, không độc hại. Nhưng mà đừng xịt lên lan nhiều quá nha cả nhà. Xịt lên lan nhiều quá thì sợ lan nó chậm phát triển đấy, chứ cũng không có hại gì cho lan hết. Rất là tốt luôn á. Tốt nấm mốc cho giá thể của lan. Giá thể của lan mà bị nấm trắng nó mấy, hôm nào mình sẽ làm video để trị nấm cho giá thể của lan nha cả nhà. Đó, rất là tốt luôn. Cái này là mình cả nhà nhớ là pha 1cc đến 2cc 1 lít nước để ngâm giá thể nha cả nhà. Đừng pha nhiều quá, pha nhiều quá phí thuốc, chứ không hại gì hết cả nhà ơi. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Đó, cả nhà.